Bây giờ ta bán, ta vừa bán vừa giao lưu không mà không quá. Đó, cái gì tới ghê. Nhức đầu quá, ngày nào cũng nhức đầu quá. Rối loạn hết tiền. Đã không sưng môi rồi, cái môi nó còn thâm nữa chứ. Rồi ok. Như cũ được gái lên liền. Hello, hello mấy chị yêu. Ai đang xem trên xin nút chấm bài đi mọi người. Cái gỗ đó là đi luôn á, khỏi đợi chuyển khoản nha. Có tiền rồi mà đợi mấy bạn chuyển khoản nữa, cái mùi xăng làm sao luôn. Chị đã chuyển khoản rồi. Chết cha, cái gì tùm lum tà là vậy. Sát caro đẻ thương lắm á. Có hai màu luôn á bà. Trời ơi. Xem cho em xin nút chấm bài đi mấy chị, comment lên giùm em cái đi mọi người. Đây set caro đây. Ồ cái thẻ nha, có kèm lịch luôn. Đây nè, sao gì vậy quên rồi. Bữa sáng sao cho mấy cho mấy. 90 tới 130. Gì của 130. Set này em có size 90 đến size 130. Ủa cái này màu nâu, màu kem rồi à. Màu tinh canh kìa. 100 đến 130. Size 100 đến size 130 mấy chị ơi. Có hai màu luôn, màu nâu và màu kem nha mọi người. Nâu và kem size 100 đến size 130. Chia sẻ bài luôn mấy đứa ơi. Cái này là unisex trai gái mặc được giùm em nha mọi người. Có kèm một cái lịch luôn. Một cái dây đeo. Cái cam bận đã lắm mấy bà, sức khỏe nó cũng đẹp nữa. Em bảo đảm luôn. Mẫu này mà nếu như mà em nhận order không lấy số lượng về chắc cũng 250, 270 đó. Nhưng mà em lấy số lượng nhiều cho nên là giá em bán có 220.000 set này thôi nha. Kèm một cái lịch giùm em luôn nha mọi người, size 90 đến size 130. Set này em có size 90 đến size 130 nha mấy chị ơi. Đây. Mặc cái gì giùm em, nó có hai màu luôn. Có hai màu luôn nha. Trai gái mặc được giùm em. Đây. 220. Dạ 220 ba món luôn các bạn. Mày chất đẹp lắm, đây lại gần cho các bạn coi chất. Kèm một cái lịch luôn. Đó, chất mềm, nói chung khung cô tông mềm luôn, mát lạnh luôn. Mùa này bán là chỉ có cần mình gặp nhau, mình tương tác rồi mình vui vẻ thôi. Đây các bạn coi chất vải là form cứng cáp đàng hoàng chứ không phải lỏng lẻo một 330 ngàn à. 220 à. Khách mua 330. Gì mắc dữ vậy đúng không? Mùa này là chỉ cần gặp nhau tương tác rồi bán vui vẻ nhau thôi, chứ còn mà mùa này mà bán mắc nữa là thua luôn. 220 set này nha mấy chị ơi. Đó. Khách em hỏi giá là 330 đó, em bán có 220.000 thôi. Mấy bà tin tưởng em thì mấy bà chốt hàng nhà em nào giờ cái nào em về hàng là nó phải vải đẹp, ok chất lượng em mới về nha mấy chị. Chứ không phải là hàng loại 2 loại 3 đâu. Cái chất dày dặn lắm luôn á. Em bảo đảm mấy chị nhận hàng đi bao đẹp. Khung lạnh luôn. Kèm một cái lịch giùm em luôn nha. Set này kèm một cái lịch giùm em luôn. 220.000 set này. Tại vì do là Facebook em nó đang bị bóp tương tác. Hôm mấy buổi rài là nó siết tương tác em là hơi bị mấy
cái mẫu em đăng bài lên là em bị dính hết luôn. Cho nên là hả, like của em giờ ít người xem, với lại chốt đơn cũng ít nữa. Rầu lắm, chán lắm luôn rồi đó. Chị thấy ra lấy màu kem ha. Ok bà. Có màu nâu. Có màu nâu và màu kem luôn nha. Chị nào lấy nâu thì comment giùm em là nâu. Chị nào lấy kem cho comment giùm em là kem. Size em có là size 100 hả? 100 tới 130. À cái phone thì nó nhỏ, cho nên là em đã canh lại rồi. Mấy chị về mấy chị thấy trên tag sao size bự quá thì đừng nghe là không phải đó nha. Em đã canh lại size rồi á, mấy chị cứ thử cho bé đi. Trên tag nó như tới 140 rồi, nhưng mà phone nó có 120 à. Mẫu này mà em có 140, 150 thì chắc em bán hết luôn. Một nút nhạc đi. Rồi ai lấy chốt giùm em nha mấy chị ơi. 220.000 set này thôi. Bán hai món rồi, 220. 220.000 nghỉ lâu quá không like á thì là nó sẽ ẩn hết cái khách luôn. Không có thấy khách xem được luôn nữa. Cho nên là hả, like đèn xèn cho mấy chị chốt nè. Rồi em có hai màu nha, màu kem như canh đang bận, một cái nữa là màu nâu. Set nâu nó chỉ cái áo thôi, quần thì nó vẫn như kem màu xanh như vậy nữa là. Tôi tưởng bộ này hết rồi. Rồi set này 220.000. Có chị Thúy Na coi thôi hả? Có bà nào đang coi chấm bài cho em đi. Có mỗi chị Thúy Na lúc nào cũng là người đi coi đồng thanh chưa thu gì hết sợ. Mấy chị muốn em xuống gì vậy? Muốn em xuống cái gì vậy mấy bà ơi? Nhà em còn đồ lẻ size còn nhiều nè, muốn sale thì em sale cho. Sale mà chốt đơn thì đỡ, chứ sale mỏng mai chốt hả, nó ngâm ghê lắm. À, lấy hình chị cái đằng lên, sau lưng em mấy cái gì lẻ lẻ hay như mấy cái sơ mi đấy nha. Bộ này còn đúng bộ nè, ai chốt luôn cho em đi, size 120. Ai đang sale cho em xin nút chấm bài giúp mấy bà. Bộ này em còn đúng một bộ size 120, chị nào lấy giúp liền giùm em luôn. 235 nha. Áo túi canh hả? Cái đó là set á. Set luôn. Đây để em like luôn cho coi để một xíu nha. Rồi bộ này em còn đúng một bộ size 120, chị nào lấy chốt luôn giùm em nha. Set này là 235.000. Set mít kia chuột nha mấy chị, set mít kia chuột. Cái này mặc dễ thương lắm. À, lấy cái set trên canh giùm chị, set sao canh giùm chị. Set canh đi bé. Đây. Set Mickey chuột còn đúng một bộ 235. 235, bà nào lấy dớt luôn giùm tôi đi. Đâu, bộ sao đâu. Này à. Này xe gì cho mình. 80 tới 120. Set này em có size 80 đến size 120 rồi nha. Set này 80 là chị chào Nguyễn ơi, chị Thúy Na. Có size bé trai của chị nhỏ xíu. Dễ thương lắm luôn á, nhìn bỏ ra cưng lắm. Bỏ ra cho mấy bà coi. Chị tới. Dễ hả? Nãy chắc lúc đầu nó lên hình con chó, cái filter nó nói thui. Rồi nhìn giùm em nè, nó gồm một cái áo và một cái quần luôn. Size 80 đến size 120 mẫu này. Size 80 đến 120 mẫu này nha. Like này em dồn đơn nha mấy chị ơi, dồn đơn em thứ mấy vậy? Thứ 5. Chủ nhật đi bill. Chủ nhật em đi bill nha. Rồi quần kaki giùm em luôn. Mấy này em chưa có ủi cho nên nó hơi nhăn, mấy chị nhìn đỡ giùm em. Nhưng mà hàng nhận đi chất lượng, bao kiểm sờ luôn. Túi zip không mà. Mãi mát luôn á mấy bà. Nhiều khi em lấy em like ra cái em khui ra thì hả, qua bên mấy em bé đóng gói cái nó bỏ vô cái bình thường cho mấy chị. Đó. Set này em có size 80 đến size 120. Giá set này là 235 giùm em nha. 235 nha mấy bà ơi. Đây. Rồi cái áo không đã là hơn mấy hơn 200 rồi. Trăm mấy 200 rồi. Cái áo không đã là 100 mấy gần 200 rồi mấy chị. Còn cái này là có cái quần nữa mấy bà ơi. Nguyên một set này có 220.000 thôi. Nhưng mà chất nó ổn lắm nha, không phải là vậy như thầy tào lao nói là. Chị nào đang xem cho em xin nút chấm bài comment lên đi mấy chị. Một mét 4, chia sẻ bài cho em luôn. 4 tuổi lấy mặt liền thoải mái 235 chục.
120 nha. 120 mấy bộ mấy bộ vậy? 120 cho đem mặc luôn mới chịu. Rồi 235 ngàn, em có size 80. Để em cân lại phương cho. Size 80, 90, 100, 110, 120. 80, 90, 100, 110, 120 giùm em nha. Set này là 235 ngàn. 235 nha mấy bà ơi. Bao đẹp luôn. Nè, túi zip nè. Nguyên một set luôn. Hàng Quảng Châu xịn sò. Hỏi em coi đi. Chốt kỹ đi nha mấy bà. Bán ế mà còn chốt hôm qua hụt có hụt lui. Sai tới xe lui khách la kìa. Ý là hả, hôm qua khách nào nói chốt 2-3 cái mà hả, có một cái xong rồi cái tối chị đó nhắn tin hoài luôn á. Gửi tuần này để tuần sau mới mặc sinh nhật nha em. Rồi ok, sách này vẫn sinh nhật luôn á đúng không? Thôi em lấy 120 cho chị nha, tại nhiều khi nó ngắn á, trong quần sợ nó ngắn. Mỗi này bận cái áo nó dài xuống cái quần cho nó hết hết. Lấy 120 cho chị nha. Rồi 235, chị nào lấy chốt lệ giùm em nha mọi người. Size 80 á. Chị Thúy Anh cổ size 120 luôn nè, 122 bộ trên canh á. Này còn không? Này còn luôn mà. Rồi, hiện tại mẫu này em còn 80 và 110. Xí mê size 110. Là bà lấy 110 hả? Chân lê đi, chị Thúy Anh cổ trên canh cổ. Rồi ai lấy set này nữa comment nhanh giùm em nha mọi người. Size 90, 80, 100, 110, 120. Chị Trang Hoa Khoen bà lấy. Cái này có một màu á, 20 màu. Rồi ok, đổi 110 cho chị Trang Hoa Khoen. Còn nữa không? Nhớ, có hai màu, 8 nữa. Ở trên đó còn. Có thôi, chị làm mẫu này em báo lại ha. Em có size 80%. 90 rồi nữa nha. 90%. 90 đi, 90%. Rồi ai lấy set này nữa chốt lệ giùm em. Size 90 còn, size 100 còn. 235 ngàn set này giùm em. Cái này áo không đã gần 200 rồi mọi người ơi. Cái áo không đã gần 200 rồi. Cái này kèm cái quần luôn. Có 235 ngàn set này thôi. Mấy bà mua đi, rẻ lắm em nói thiệt. Rẻ. Mùa này bán mắc ai mua. Mùa này là bán lấy tương tác không à. Bởi vì mấy chị thấy bữa giờ em like ít đúng không? Like ít như bình thường. Mỗi khi là ngày nào em cũng like hết. Bữa nay là hả, cách mấy ngày mới like, cách mấy ngày mới like. Không like á, thì không có tương tác. Phải like. Với lại hàng nó chưa ổn định. Nay về được sao vậy, sách nơ mới nè. Chốt luôn đi bà. Mua xét thì nó rồi, được cái quần, cái áo, nó khỏi cần phải kiếm đồ, đồ phối. Bán xích luôn giùm chị được không? Chị Thiếu Anh cổ xích liền với chị Trang Lê xích liền. Ok, tiếng gửi mail luôn, gửi đơn đi luôn. Ghi hai đơn chị đã xích luôn rồi. Em tham khảo TikTok rồi. Bình thường ví dụ như em bán cho mấy chị ở đây á, em lời có 30 ngàn một sản phẩm thôi. Nhiều khi lắm này cái mình cứ nhắc cái kia hoài bị bớt không? Giống như lấy kia đâu, đừng nhắc này đâu. Em nói tốt tốt, nói những cái tránh đi. Đúng rồi. Ồ, bình thường em like cái này á, em lời cho mấy bà 30 ngàn một sản phẩm thôi. Còn ở bên kia là hả, kê lên mà hả, tham khảo rồi. Người ta nói bán một sản phẩm bên đó là phải 75 ngàn tiền lời. Là hả, về trừ ra chiết khấu sàn, rồi chiết khấu bên thuế nè, rồi bên này kia nọ, rồi tiền vận chuyển đồ này nọ nữa. Cho nên á, là bên đó là phải lời một sản phẩm là tầm 75 ngàn. Mà hàng bơm về á, là mình phải shop phải chịu tới 70 mấy gần 80 ngàn lận á, một đơn á. Hai đầu bơm về 70 mấy 80 ngàn. Ê, tính ra ăn gì là ăn quá luôn á. Mình thấy nó vẫn rẻ lắm á bà. Nó rẻ là, tụi nó nói là do là nhiều shop nó kiểu dạng nó bán số lượng nhiều. Cho nên là nó chưa bị, nó chưa có tính thuế, cho nên là nó chưa có thuê ra. Nhưng mà khi mà thuế ập vô là nó sẽ hết hồn liền cái tiền đền đó đó. Có nó nói như vậy. Cái này set nha. Size em có size 100, 90 nè, 90 em đang cầm. 90, 100, 110, 120. Có 130 không ta? Có 130 luôn. Set này em có size 90, size 100, size 110, 120, 130 luôn. Set này nhiêu vậy? 235 giùm em đi mấy chị ơi. Nguyên một set nha.
Nguyên một set luôn, 235.000 trai gái mặc được giùm em. Mẫu này trai gái mặc được luôn. Đây. Size 90, size 100, size 110, size 120 và size 130, 235. 235 set yếm. Các bạn mua đồ với bà chờ em đi vài buổi em lên đồ, vài buổi em lên đồ, tại do là chậm quá cho nên là em không có like thường xuyên. Cho nên là hàng nhiều khi hả, hàng mới em chưa có like kịp nữa. Có lại nhiều khi mấy chị không có coi được cái mẫu đó ôn á, chưa có coi được cái mẫu đó đó. Các bạn chưa thấy, các bạn chưa chốt. Các bạn đi chốt số khác xong rồi các bạn về mấy bà tiếc em nói thiệt. Tiếc. Rồi set này 235 giùm em nha mọi người. Trời ơi, ở ngoài người ta bán giá là 270, 280 đấy. 27, 28 đó mọi người ơi. 235 nha. Cái này áo đây, trong đây phối luôn. Cái này trai gái mặc được giùm em. Không like tới nổi máy nó còn bị hư nữa mà. Rồi set này size em có size 90, size 100, size 110, 230. Size 90, size 100, size 110, 230 giá là 235.000. Ai đang xem cho em xin nút chấm bài hoặc là comment chia sẻ bài lên cho em xíu. Vô pin mà. Mở lên coi trong giấy nó còn không. 235.000 nha mấy chị. Lấy ờ. Nó không hư cái này, cái nó hư cái kia. Ngày nó không hư cái này, ngày nó hư cái kia. Đủ chuyện để nấu. Thấy comment không em? Xả cái này luôn. Chưa? Ý là mày bóp cái ngàm nó đẩy vô. À, em xíu máy nó lỗi rồi. Cái gọng dây ấy đó, hôm sau không xài á thì quấn lên để lên trên, em để ở dưới gì nè, lùm la cái ngàm đó đó. Nhiều khi mấy đứa nhỏ nó đạp lên hay là cái ghế nó đè vô cái nó cũng bị gãy cái chui đó nữa. Nó không xài quấn lên trong góc thôi giùm chị đi. Đội áo này em còn có hai cái. Size 100. Size 100 và size 110 với tay đi. Size 1 a form này to nha mấy chị ơi, size 110. 110, 120 giùm em. Nếu như mà chị nào mà bé size 100 mà muốn làm kiểu dạng giống như áo thùng phát chứ sơ mi ở ngoài á. Set yếm cho chị Trần Ngọc Huyền. Kiểu mặt như vậy nè. Thì mấy bà lấy size 110 giùm em. Bé size 100 á mà muốn làm khoác á thì lấy size 110 giùm em nha. Đây. Mẫu này em còn cái size 110 và size 120. Em báo form lên nha, chị nào mà size 100, 110 thì lấy. Nếu mà làm khoác, còn nếu mà mấy bà muốn bận liền, bận luôn, không có làm khoác đó, thì mấy bà size 100, 110, 120 á. Cái này giả sale luôn cho mấy chị luôn. Em xả luôn nha, 135.000 mấy bà ơi. Lẽ này 120 thôi. Ôi, nhỏ rồi, có mấy cái đường hơn. Sao cái này em để 100 nè. Có mấy cái này. Ở đây 120 mày ơi. 110, 120. Size 110, size 120 giùm em nha mấy bà ơi. Sale luôn 135 giùm em nha. Sơ mi này tới 200 mấy lận mấy chị. Em xả luôn 135.000, chị nào lấy chốt luôn giùm em. Trời em sẽ rẻ. Còn ai đang xem không? Máy lỗi nữa là đưa đưa muộn cái máy rồi. Em sale 135 thôi nha mấy bà. Sơ mi. Còn đúng hai size 110 và 120. Chút sơ mi. Bây giờ đi. Hả? Giữ dư. Nó mềm luôn đó bà. Cái máy này là lỗi dây. Cái hộp máy này là. Đó. Em xe có 135 thôi á, hồi tết em bán là 200 mấy. Ở đây nó có cái hình như cái nút gà kiểu.
Ủa hình như hai mẫu này khác nhau, bà già bà già. Đó mà. Nè. Đây nó có cái nút gài nữa nè. Mình để về hoặc là mình gài vô nha. Nói chung em thấy 135 rồi. Gài vô là nó sẽ kêu phép lặng mà. Ý là giúp nhẹ nè, thường rồi. Ai đang coi chấm bài lên cho em đi mấy bà. Bạn rốt hay sao, hay là bạn rốt ta? Chứ gì sao mà không có cái đó. Em chấm thì coi lên. Mấy bà coi, mấy bà chấm giùm em cái để em biết coi bạn có bị rốt không mấy bà. Chị Yên ra chân chu cái máy lên nó không kết nối được. Hay là cái cục ngang hư rồi có cái chu nó bị méo rồi là nắng rồi, cho nắng rồi đi. Đây nắng kìa. Rồi đang chấm bài giùm em đi, có chịu thiếu anh cổ rồi hả ta. Đủ rất chị hết trơn. Áo thì xả có 135 ngàn thôi đó mấy chị. Với cái áo chảo, cái áo trắng thôi. Rồi size 110, size 120 em xả luôn 135 nha. Chị nào chốt được chốt trên like giùm em nha. Giá này em sale nha mấy chị ơi. Mẫu này em sale nha. Rồi mấy bà muốn em xuống cái gì mấy bà comment đi, em xuống đồ cho mấy bà ơi. Tính ra đồ nhà cũng có chứ không phải không có like mà hả. Do là hả không thấy thách cho nên là không có biết like cái gì luôn. Mấy cái set đó mình hết rồi phải không ta? Cho chị một cái máy gì vô. Có comment không? Hay để coi chung với rồi. Rồi mấy chị comment cho em đi. Ai muốn coi cái gì comment em xuống cho. Muốn xem áo hay là xem quần thôi chị coi chung với. Muốn em áo hay xem quần? Là bị lỗi dây đúng không? Nó bị méo. Bởi vì cái đó đẩy lên xong nhiều khi con quỷ mèo nó cạp nữa nè. Chốt rồi, nãy chị nào đó có gì chốt đi. Chốt rồi. Zoom này em còn nè. Bà nào lấy zoom chốt. Zoom này em có size 100 tới size 120 nha. Zoom mẫu này em có size 100 đến size 120. Zoom này trai gái bận được giùm em ha. Nó gồm một cái zoom và một cái áo thun lót ở bên trong. Đây unisex nha mấy chị ơi. Bên hông này nó có thun bo chun nha mọi người. Thun bo chun luôn. 235 ngàn giùm em set zoom này. Zoom này là 235 nha mấy bà. 235 ngàn. Mấy chị muốn lên thun hay là lên quần hay là lên gì? Muốn em xéo gì? Hay là muốn em xả gì? Bà nói đi em biết em xả đồ cái cho. Like này là giờ bán mà kiểu dạng giống như bán bán để lấy cái duy trì á. Gồng á. Chứ mà đồ hả? Giờ hàng về cũng mắc lắm mấy chị. Hàng mới giờ cũng mắc lắm luôn á. Giùm em có một màu rồi bà ơi, hồi lâu á. Màu này sang. Màu này là kiểu gì đó, em hàng rất có. Chứ không có màu khác. Không hàng sản á mấy chị. Hôm bữa bà nào mua hộp á. Bữa nay chốt thêm đi, cái này là tuy nè, mới về thêm nữa. Hôm bữa rồi chủ em bán sạch luôn, không còn bộ nào hết. Cái này cũng xinh nè. À còn một bộ phía sau lên kia. Đâu? Đó phía sau. Size 90 đến size 120 á. Còn này giờ em còn set này là size 90 100. Bé nào size 90 100 thì rất liền giùm em nha. Size 90, size 100 hoặc là set trên canh. Set trên canh này có 220 rồi mọi người. Mà nó có kèm cái lịch luôn. Kèm cái lịch luôn. Đó. Mẹ, nó có
Cái gì muốn em xuống về mấy chị comment đi, em xuống đồ cho mấy bạn muốn em sell không? Em xuống cái gì comment đi em sell cho. Sell hết sẽ có ra đơn để làm. Muốn áo thun hay là muốn quần hay là muốn gì? Giờ hả? Đồ nó còn tùm lum tà la để size thì sell luôn cho nè. Rồi set này size em còn là size 80 đến size 120. Xả luôn bộ này 110.000 sale nguyên set. Size 80 đến size 120. Ủa nãy giờ em vô mẫu là chưa có lên mẫu nào bé gái bánh bèo luôn á. Nên là toàn là unisex không có trai gái dễ bận lắm mấy chị. Rồi ai lấy cái này chốt giùm em nha. Size 80 đến size 120. Có bánh bèo luôn á các bạn. Set xả luôn 110.000. Có bạn là bé gái con đến mèo không? Xả cái này cho mùa trang. 110 cho chị Trang Lê, chi này mình còn không ta? Quá đẹp luôn. Cái này còn sai không ta? Mẫu này còn nhiều. Còn một cái mẫu đó, còn cái kia là mẫu khác. Vừa kéo vừa đút bóp luôn. Khoáng này vừa kéo vừa nút bóp luôn á mấy chị ơi. Thôi là mẫu để lại mà đâu có mấy. Em khói đại nó trắng. Các bà đòi coi gì bà cũng không biết kiếm luôn. Không ai kiếm xong rồi. Không ai kiếm xong rồi. Cái trắng đó đó. Có chi bao nhiêu giờ? Có gì mụn có sai gì em, còn sai gì em, mỗi này nè. Kéo đi xuống. Để em xíu, hôm qua có bao nhiêu cái em báo giá xèo luôn rồi. Để em xíu nha. Còn mấy cái xả hết luôn. Cái gì cho? Cái xe chừng 2 á. Nó còn cái. Cái gì nữa. Này cũng khác. Chị Trang bà ơi. Một cái máy. Rồi em xíu nha em coi để còn mấy cái nữa em xả cho. Còn 4 cái gì nè, cái này mới là cái khác. Rồi, rồi cái này sai gì sai gì. Cái này sai 100 nè. 110. Cái này mới đường 100 nè, 110. Cái này 110 luôn, 100 luôn nè, cái test 100. Cái này form size này là size 100 nhưng mà form này to nha mấy chị ơi, là size 110 trở lên á, tầm 110 trở lên á. Chị nào mà size 100 bận được giùm em nha, nó rộng á. Nó rộng á, khỏi có chữ hao nha mấy bà. Size 110, 120. 130. Form này mặc rộng giùm em nha. Size 110, 120, 130. Rồi chị nào lấy sale luôn. À em xả luôn cái khoác jean này 175.000 đi. 240. Rồi xeo nhanh 175 giùm em đi mấy chị. Xeo xả lỗ qua mẫu bỏ luôn nè. Bỏ mẫu nè. 240 ê lộn. Như vậy nó như 175 175 hay 17 170. 170.
chị Uni Nguyễn comment giùm em cái giá tiền đi. Cái size 130 trên tag nó ghi là 140 nha chị, nhưng mà form nó không tới 140, form nó chỉ tới 130 thôi. Ok ha bà, mẫu này dành cho bé tầm 7-8 tuổi là ok vừa. Giá bán bỏ mẫu nha mấy chị ơi, giá này em bán là bỏ mẫu luôn á. Bà nào size của mấy bé mình vừa chốt. Jean này là chất jean mềm giùm em nha mọi người. Hàng này là dòng cao cấp giùm em nha mấy chị. Dòng này là dòng cao cấp giùm em nha. Hai bên nó có rút luôn. Còn 4 cái đó, xả luôn 4 cái. Dạ em còn size 110-120. Xe 170, tắt lai không có bán giá xe nha mấy chị ơi. Tắt lai có chụp hình lại thì giá em bán về giá gốc là 240 nha mọi người. Cái gì 280 đó nè. Có lộn môn. Ở cái máy này nhớ là có mắt, có luôn cao. 280 luôn hả? Nãy là coi như là lỗ biết bao nhiêu mà nói luôn á. Cái này không có để cho tủ là 240. Rồi ai mua lẹ đi, chốt hết đi. Rồi 200 lộn xe 170 ngàn. 170 lỗ 200 ngàn. Lỗ có mình chịu vui thôi. Còn ai lấy nữa không? Còn mấy cái nha. Còn hai cái 110. Còn mẫu này mẫu khác nè. Lên luôn không? Có xe 130 rồi. 110 luôn. Méo luôn. Ồ, 208 mà. Quên. Tại trên tác không có dán nè. Duy nhất có một cái dán thôi. Nhìn như cái không dán đi chứ trời. Rồi cái này bằng giá luôn. Ai lấy thì chốt giùm em, cơ hội chỉ đến một lần trong đời. 170 ngàn. Mình mua màu nào, mẫu nào? Bữa 170. Màu xanh còn lại đi. Bán chi ân cho bà luôn nè. 170 ngàn xả luôn. Thì sợ là em không biết, em tưởng là tầm 240 thôi. 240 thôi, ai ngờ là tới 280. Không nhớ giá nữa rồi. Lỗ lắm. Bữa bà có mẫu nào? Rồi, ai mua chốt. Hình như bữa bà có mẫu này nè. Bây giờ mình chốt mẫu còn lại đi. Coi như mình mua được giá sale. Jean mềm đúng không? Jean mềm xèo luôn đúng không? Jean mềm xèo luôn. Mua được giá sale không buồn. Ờ, giống nhau mà các kiểu bà. Biết nhau. Còn kia ở gì nữa không? Dạ em còn sơ mi nhiều nè. Không ai coi hết trơn á, tương tác không ai coi hết trơn á. Giờ tôi muốn mắc láng lỗ quá nè, mà giờ có ai coi không? Phải chỉ coi đâu đi, tôi bán lỗ thì cũng hả lên chứ bây giờ mà lên bán lỗ mà lên mẫu không ai chốt. Bán là bán lỗ. Có giá xong rồi cái tự nhiên cái hả không ai chốt khố lắm. Ai coi? Ừ, quá què đó, góc kỳ lắm. Ai coi? Mùa này thấy ai cũng than ế hết trơn rồi. Ế vậy như xếp bộ, cái này mới luôn nè. Ủa? Phát triển xe 120 còn không kìa bé? Còn bà ơi. Chốt chị Thanh Nguyễn kìa. Chị Thanh Nguyên ơi. Cách cũ hay cách mới thì là cho coi lại cái phát viên. Phát viên em toàn 110 thôi nha. Phát viên đó 280 đó. Phát viên 280 á, em nói thiệt luôn á, vốn em là 200 mấy rồi. Mỗi này phơ 100 cho bé 110 3 tuổi rưỡi thôi. Bé chị chắc không vừa đó bà ơi. Còn xe gì? 110 ạ. Còn hai cái xe 110 luôn, bà nào lấy giúp liền em. Còn hai cái xe 110, hai mẫu luôn. Em xả có 170 ngàn. Nãy em hố quá, em xả 170 đó, bà nào mua mua lẹ giùm em đi. Không mà một hồi tắt like cái kêu em lấy, em không bán giá này đâu, em nói thiệt. Chị nào mà hay hả, chờ hả, xuống like xong rồi mới inbox hỏi á, là em không bán giá này đâu. Trời, cái áo khoác jean này. Chất jean này là jean mềm nha. Jean này là jean mềm. Cái gì chị Trần Quyền đã bả mua rồi luôn đó. Mấy bà hỏi bả đi, cái chất jean này là jean mềm hay là jean gì. Cái hàng này là dòng cao cấp giùm em. Khoác jean này là dòng cao cấp, nó là 280 là thị trường người ta bán 300 mấy ngàn rồi mấy chị ơi. Người ta bán 300 mấy ngàn, em bán 280 đó. Mà giờ em xả lỗ 170 nè. Xả lỗ 170 nè, thấy cái mặt em sụn luôn không? Đó, 170 nha. Còn hai cái cuối cùng xe 110.
Bà nào lấy thì giúp luôn giùm em, khỏi suy nghĩ. Em đóng bịch là khỏi có ra nữa nha. Còn hai cái. Hết rồi, còn đúng hai cái sao cho mùi. Bé tầm 3 tuổi mà tuổi rủi bẩn này đẹp. Ế ha, trời ơi, cái khoác jean đó mà Tết mà bán mà giá 170 là chắc như là tôm tươi luôn á. Bà không có hồi nha. Như tôm tươi luôn. Hồi lắm. Chị Thanh Huy lấy thêm cái nữa không bà? Em báo trước ha, trên tác nó là size 100 nhưng mà form nó là 110. Em báo luôn cái độ tuổi mà tầm 3 đến 3 tuổi rủi dưới 25kg là ok, là đẹp luôn. Chị Thanh Nguyên ok size đó thì báo em nha. Em lấy hai mẫu giống nhau cho chị nha. Chia sẻ bài cho em đi, rồi mấy bà muốn em lên mẫu gì nói đi. Muốn em lên cái gì? Muốn em xả áo sơ mi hay là muốn em xả áo thun hay xả quần? Quần sọt thì mùa này em chưa có về cho nên là chưa có quần sọt để xả, chỉ có quần đây em lên hai cái này ha. Size 120 và size 110 là mẫu này nha chị ơi. Ok, báo em lại để em chốt cho lẹ luôn. Có 170 rồi bà khỏi suy nghĩ. Dưới 25kg quay lại. Bà khỏi suy nghĩ, chốt đi, khỏi suy nghĩ. Giá này là đẹp. Ê, cho chị mượn cái áo trắng ba lỗ đó đi. Để khoác cái này nè. Chị chốt được mà. Em chốt cho chị nên là chị kia không có á. Chị lấy một cái thôi đúng không? Ok chị. Em chốt cho chị rồi, size 120 mà. Một cái trắng thôi. Cái nút kia là có nút bóp, cái này là đéo, không có bóp. Ok bà. Trắng ba lỗ đó dưới kìa. Cây đó trắng đó. Ừ, đó là gì? Sơ mi hả? Sao để đây ạ? Rồi cái bên đó không còn cái gì hết luôn hả? Chân lưng hả? Không, để tao phối cái áo vô cái máng đi. Lấy đại đi, lấy đại một cái đi. Đẹp luôn á mấy bà. Cái sơ mi này nó diên ơi, nó ngã dùm tôi nữa bà già. Cái sơ mi này là hả, phát diên em đang sale có 170 rồi. Lỡ báo giá hố rồi. Cắt chốt rồi nên là giờ lấy giá này luôn. Còn đúng hai cái size 110. 3 đến 3 tuổi dưới 25kg quay lại là vừa. Tấm áo cổ nó đi. Vậy nó mới cân bằng. 170 nha, em còn hai cái, hai xa hai chữ. Còn cái khoác không bên chợ không? Không. Mấy cái lẻ lẻ đang ra nhiều đi chứ. Sai lẻ nhiều quá nè. Giật cái gì vậy? Làm dựng lên đây nè. Rồi cái này bọn với cái quần đồ đen á đẹp xinh. Rồi sơ mi trắng này em còn size 110, size 104, size 103. Xe luôn 150. Xả nhanh giùm em mã này 150 nha. Ba lỗ trắng được em hết rồi, bữa em xả trơn rồi bà. Bây giờ em còn mấy màu khác rồi chị yêu được không? Có nâu nè. Có xám. Hết trắng rồi. Sale nhanh 150.000 nha mấy chị ơi. Sale nhanh 150. Size em có là size 120. Ờ đúng rồi. Size 120, 130, 104, 110. 110 chứ. Hôm nay mặc rộng mà. Đọc cái gì? Lắc. Điểm lai á. Size 110, size 130 và size 104. 110, 130, 140. 110, 130, 140 xả luôn 150.000. Không ai nói chuyện hết, không ai muốn câu gì hết. Vậy này, mình thành cái đầu đúng không? Trăm mười, trăm ba và trăm tư mỗi sơ mi này hai sale nhiêu rồi? Trăm rưỡi. Trăm rưỡi. Cái này ai làm trái vậy ta? Cái đó ai làm trái vậy trời?
hơi nước rồi. Sao vậy đó, nó nhắm tràm á. Có ai cầu quần không? Bữa giờ mấy bà mua áo không ạ? Có ai cầu quần không? Em quần, có ai cầu quần không? Em xuống quần. Có ai cầu quần không mấy chị ơi? À, ba lỗ còn màu được không? Ba lỗ trắng nó hết rồi. Xem bé gái nè. Dù thế này còn coi lâu lâu mới về xem bé gái đồ quần sọ. Đồ nữa bà. 110 đến 100 tô bé gái nha. Con phân chưa? Bữa con phân chưa mở ra chứ. 110 trăm tô. Rồi mẫu này size 110 đến size 140. Set bé gái giùm em luôn, set đùi. Set bé gái nha mấy bạn. Mấy bạn hay hỏi thường như đùi đồ có không? Bé gái là bé gái. Mua đi mấy nàng ơi. Còn ai đang xem không mọi người? Còn ai đang coi không? Cháy đầu quá. Có chị nào đang xem không mấy chị ơi? Ai đang xem chấm bài lên giùm em cái mọi người. Like bên này giờ hết được luôn, giờ không biết like bên nào luôn đó. Hồi đó Shopee đây, sợ Shopee nha. Hay vậy Shopee cũng không sạch. Rồi bây giờ chứng tật bệnh mới. Hello chị Hải Đăng. Ai có gì comment đem xuống đồ cho mọi người ơi. Giờ không biết xuống gì luôn á. Không biết xuống cái gì luôn. Xuống cái gì mấy bà ơi. Mấy bà muốn coi cái gì mấy bà nói đi em xuống cho. Mùa này ế kinh khủng luôn á. Đi chơi thì hả không like thì hả Facebook hả mai mốt sau này là hả chết luôn. Fanpage không like. Không like 4-5 ngày thôi thôi là bắt đầu là nó giảm tương tác kinh khủng luôn rồi. Trước Tết còn like được giờ là thôi rồi. Qua Tết thì còn like chắc không còn người dùng đó, chứ không phải là không hẳn là nó bị mất tương tác đâu. Không. Chứ giờ ngày tôi lướt Facebook cũng đâu còn không từ 30 phút. Không mà nói lấy thế là giới trẻ thôi chứ còn mà lớn rồi. Hàng ba mấy thì cũng vẫn xài chứ. Rồi, nói chị đi, làm khảo sát đi. Giờ hàng của em chị không biết thiếu gì. Thiếu gì thằng nhỏ 5 tuổi vẫn, 5 tháng hả, vẫn có thể có đồ luôn. Rồi, xuống cái gì đây? Sale hay là gì đây? Muốn đồ sale hay là muốn đồ mới? Chị, cái áo này em xả còn có 170 ngàn nè chị Hải Đăng ơi, size 110. Tát là size 100 nhưng mà cái form này là size 110 giùm em. 280 em sale luôn, còn 170 nè. Em kéo tương tác lên cái nè, coi có ai chốt không? 170 đây. Tại chị hay mua á, mà chị không mua được giá sale này em thấy tí. Mua đi bà, đẹp lắm luôn á. 170 nha. Xả có 170 ngàn thôi. Size 110 em còn đúng 2 cái. 2 cái size 110. 2 cái size 110. Ai lấy chốt giùm em. 2 cái size 110. Chị nào lấy chốt giùm em luôn nha. Rồi muốn lên cái gì em xuống luôn cho nè. Lâu quá không biết. Nó biết cái cảm giác mà không mệt like mà không ai không mình luôn. À, thôi cho chị áo thun cỏ, áo thun có đóng đúng không? Áo thun... Một cái xa này, này là sơ mi hả? Gì? Hai hai chị nghe chị nói chuyện chơi với em. Cái gì? Chị nói tắt chị mua rồi mà chị chưa.
mấy chị chơi chị em không mua cái gì hết trơn. Chứ mấy bạn còn không em mới giữ em. Nó để chọn mua đồ không sao. Xây lớn không à, mà mấy bữa nay xây dần xây đại đại với nhí nhiều mà xây lớn thì không thấy. Nó có cổ trên đây nó xây đại chị ta tới 160 bữa nay chị có mà áo trên đây vậy đó chị có mua nó mượn mới về mà mới á nó xây đại có chị xây 160 tại em lấy cái size lớn quá chân canh nên là em săn nó lên á, chứ hiện cái áo nó bỏ ra quần mình đẹp hơn. Để em like cho. Còn áo này em xả 99.000 đi mấy chị ơi. Size em có size 120, 130, 140, 150, 160 luôn. Size 120, size 130, size 140, size 150 và size 160 nha, size 99k. Ủa cái đóng nó là gì vậy Nhu? Cái đóng bên kia kìa. À order đó hả? Size 120, 130, 140, 150, 99.000. Size 140 cho chị Võ Thanh Hòa nè. Ủa gì 99.000 hả? Ở đây 140. Chị Thanh Hòa ơi, trên tác nó như là 150 nha. Nhưng mà phone nó 140 thôi. Giống như 160 thì thôi nó 150 thôi. Mấy bà nào lấy 150 á thì chị tác về 160 mấy bà. Ai lấy chốt lại giùm em nha, sale nhanh 99k. 120 cho chị tôi tiền lên. Chốt đi mấy chị, đừng để tắt like mấy bà mới mua. Tắt like bán giá gốc là mua không được á. Ủa gì bé chị Tiền Linh ai bật 120 hả? Bé chị này có bụng rồi. 22kg rồi. Rồi size 130, 140, 150, 160. Sale 99.000. Đen size 130, 140, 150, 160, 99.000. Mấy bà muốn cái gì em xuống cái đó cho mấy bà. Quan trọng là mấy bà comment lên, mấy bà nói đi em mới biết đồ gì mà em xuống được. Nay tôi nói thằng xã là tôi xã mà. Rồi qua xã đen cho em nha. Nay xã là xã mà, ngày nào cũng xã hết trơn á, nhập về là đế xã không à. Bữa giờ muốn méo luôn cái mặt rồi. Size 130, 140, 150, ai lấy chốt lại giùm em. 99.000. Trắng em còn size 140, size 130, size 150. Trắng em có size 140, size 130, size 150, sale nhanh 99k. Chị Thanh Hòa ơi, bà lấy 140 đúng không? Em tự động lấy lên cho, chị đừng có comment về, em sẽ lấy lộn lên 160 luôn á. Chị lấy 140 phải không? Bằng cái màu trắng đúng không? Màu nâu đúng không? Hay chị mua cho bé khác? Hay chị mua chị Hà? Ngày ngày lấy cho chị trống hết mũi rồi. Ok em tự lấy cho. Em báo cho mình biết thôi chứ em tự căn sai cho. Em lấy 140 cho chị nha. Có, màu ca, màu tím kìa. Trắng luôn rồi cái này. Ừ. Ok chị yêu. Sao lại lấy trống hút cho chị? Không hết mũi. Cho tỉnh, cái áo chị có màu tím khói này sáng má sai nhỏ ha. Không không, cái đó là phông to. Sao năng buồn chứ không rộng. Cái mà phông to, trăm biểu là phông to. Chắc bé chị cao đúng không? Ngắn đúng không? Ngắn thì sao? Thấy này khách hả, bé nào cũng hả trổ lên hết trơn. Mấy bà toàn nhảy sai lên hết trơn rồi đó. Rồi cái này sọc em còn size 120 và size 130. Sale luôn 99.000 sọc. Sọc size 120 và size 130 xả nhanh 99k. Bị ngắn. Chị không nói chị muốn bận rộng biết hết. Nếu mà chị bận rộng biết hết thì em can rồi đó. Tại vì cái phone đó bé với bé chị nha. Nguyên bé chị là em nghĩ là bé sẽ bận mùa. Còn những bé khác á thì 150 nó sẽ rộng quá chị. Bé chị bận rộng là phone đó phải lên tới 160 rồi. Ừ, bé cao bé tô lên là 160 đi chịu. Ê, bây giờ bà bận 150 đâu có vừa rồi, bà bận 160 được rồi đó. Đó bé bé tư hơn. Dễ hơn quá rồi. Em của em nó cũng trên bé tư cho, bận 160, 170 hết trơn rồi.
đây, size 160. Có hai màu nha mấy chị ơi, 149.000 giùm em. Bán 149 luôn nha mấy bà ơi. Hai màu nha, màu nâu và màu trắng. Size giùm em, bé nào size thì dứt nè. Size thì dứt liền giùm em. Size em còn mẫu màu nâu là size 130, 140, 150, 160. Size 130, 140, 150, 160. Cái chị Võ Thanh Hòa nè. Cái này em bán luôn 148.000 giùm em. Form này là form hàng nha mọi người ơi. Mẫu này là form hàng 130. Rồi ai lấy cái này comment nhanh giùm em. Trắng 160 nhớ có hai cái hay gì. Nâu này là giá 148.000 đi mấy chị. Rồi 149 đi, 149 đi mấy bà ơi. Form này là form hàng giùm em. Ở trên là cái dạng sơ mi nè, cái cổ sơ mi nè, đằng sau này là sơ mi, còn chính giữa là thun hết nha, chất thun hết giùm em luôn. Cái này bán 149 đi mọi người. Cái tâm rêu rồi hả? Ủa sao kỳ vậy? Mất tới 4cm nữa hả? Dạ lỗi em mà, nửa sao em làm giải kỹ ra. Nâu 35kg 7 tuổi thì chị Nguyễn Minh nè. Như tiền vậy? Chị Nguyễn Minh 49. Em là 49 thì chị Nguyễn Minh. Trắng có luôn. Nè, nâu cho chị Võ Thanh Hòa. Cái điểm này có 235 à. Nguyên set luôn á chị. Ok chị, em biết là để bữa sau 235 nha, còn size luôn 235. Còn cái set con canh đang bận có kèm nịch luôn là 220. Có size luôn. Còn size luôn bà ơi. Cái này có 120 nữa hả? Có size 120 nữa mấy chị ơi. Mẫu này em còn size 120 luôn. Chị nào lấy chốt luôn 120 giùm em. Có size 120. Chị đang công tính giá giùm em nha. 149. Ừ, hàng. Em còn 120 và 150 canh đang mang. Set canh size 110 nha. Cũng 120 ha bà. À, set canh em có màu nâu nữa. Cái áo màu nâu, quần màu xanh. Có set canh size 110. Đưa muộn coi màu luôn. Cái gì là set canh canh. Ok chị ở đây. Chị Kiều lên set căng. Rồi vậy. Với lại set. Với lại set yếm. Ê, comment giá bà không bị lộn mẫu ở đây luôn. Cái set yếm này là nhiêu? 235 hả? Set yếm là 235. Comment cho em giá đi. Set yếm là 235, còn set canh là 220. Nguyên set kèm lịch luôn. Nguyên set kèm lịch luôn. Đây em cho coi hai màu nè. Cho mình lựa. Không buồn ngủ thiệt luôn á, phải chi mà không thiếu ngủ không nói. À uống thuốc con nhỏ nó vô tự nhiên buồn ngủ quá. Mắc bệnh nè. Tự nhiên buồn ngủ quá trời. Xét đến 110 cho chị lên. Xét canh 110 cho chị lên. Có nâu nữa bà. Mua cái nâu không? Nâu hay kem? Kem thì với canh ăn mặc. Cái quần màu nâu y chang, có cái quần màu y chang, chỉ khác cái áo thôi. Cái tát mấy chị đừng quan tâm nha mấy chị ơi. Tát lượt này nó làm tát cái form nhỏ quá. Hàng nhà này nó nhỏ cho nên là em canh theo form chuẩn bình thường em bán cho mấy chị á. Cho nên là đợt này mấy chị đừng có quan tâm cái tát giùm em nha mấy chị. Mấy chị về mấy chị thấy tát ủi to lớn quá vậy. Đừng quan tâm, bình thường mấy bà mua xe gì mấy bà cứ chốt theo đó giùm em. Tại vì đợt này hả, em bữa bệnh bữa giờ nhưng mà uống thuốc vô sao tự nhiên có buồn ngủ quá. Ngủ hoài với cái đầu nó ngu. Cái đầu nó ngu ra. Bé 21kg hả? Em lấy cái này trên 830 cho chị nha. Là form tương đương 120 à. Tại vì biết sao, cái quần nó hơi bị, cái quần của nó vừa. Em sợ bé có bụng quá.
em lấy lên cho chị nha, nhưng không có bộ lắm đâu, yên tâm. Tại cô còn cơ bản nó nhỏ. Em còn bộ này cuối cùng một bộ luôn. Size 120. Ê bộ này ba món, bộ bán nhiêu tùy quên nè, 255 đúng không nè. Ok, chị chịu lên. 255 nha. Set này 255.000 ba món gồm áo, ghi lê và quần luôn. Áo ghi lê và quần luôn. Set này là 255.000 giùm em. Size 120 mấy chị ơi. Size 120. Cái bộ này kinh canh còn không vậy? Thường lúc cảm nó hay có lúc ngủ. Tại vì đi ngủ là cơ bản nhất để chữa lành mọi vết thương. Chỉ có đi ngủ thôi. Qua 8 tháng 3 mấy bạn có được tặng quà không vậy? 8 tháng 3 mấy chị có được nhận bông không? Sáng giống đâu mới đưa á. Đây. Đây. Còn sai không? Có. Có sai đó chị, bao nhiêu tiền báo chị luôn đi. 235. 235 luôn á chị. Ê, có màu xanh nữa. Ôi, màu xanh nó sai rồi. Không có, có nhà sẽ. Ê, tự nhiên em thấy bé chị hung chị, em thích quá, em thèm quá, để con gái chắc luôn lắm ha. Để lấy em bé chị xếp cho chị coi, xanh với nâu. Tự nhiên cái thèm giờ mắc đẻ quá. Không có tiền thôi. Xanh còn sai không bà ơi? Còn, xin cảm ơn cho sai. Xanh còn một bộ à. 235 đi mấy chị. Sai em còn một bộ đi, sai mấy chị. Bữa giờ bà không có coi like đúng không? Đồ là chừa lại cho bà, size của bà xong luôn. Còn bộ bộ size bà dớt luôn nha. Nè cái bộ này size 120 đẹp nè. Ồ tự nhiên thích. Biết về xưa hả, mình đã đẻ xa 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 xa. Cái giờ có con đứa nhỏ nhỏ nhỏ, giờ mình ẵm bồng chơi vui rồi. Giờ hả thằng hai chị em cách nhau có 3 tuổi mà giờ thằng kia nó lớn quá rồi, chán lắm. Ok chút lâu. Hung nó miếng thôi mà nó chùi. Cái chùi mà nó làm cái ghê rồi. Nâu này là 235.000 nha. Nâu 235. Ê nhắn tin chị Trần Thu Trang đi, em chưa làm bill đâu, em còn like. Tới ngày em làm em dồn like á, rồi em mới làm bill, rồi em báo mình chuyển khoản sao cũng được. Để giờ không có tiền thôi. Chuyển khoản để mai muốn làm bill thì chuyển khoản. Thích lắm á thiệt. Tính ra giờ hả, đẻ cũng đâu có nhiêu đâu, nhưng mà nuôi nè, tiền ăn tiền học nè, ôi má ơi, cái đó là thấy nó chán. Tự nhiên thèm lắm, giờ bữa giờ em thèm mấy đứa nó nhỏ nhỏ ghê luôn. Đây bộ này em còn có một bộ, ai mua giùm em đi, 235 nè. Bởi vì em suy nghĩ là thôi giờ hả, em đợi Yến nó đẻ xong rồi cái em chơi ké. Em chơi ké con nó luôn. Chứ bây giờ luôn. Mà thiệt thì mấy đứa nhỏ nhỏ cưng lắm mấy bạn. Mấy đứa nhỏ nhỏ mà cỡ chừng 1-2 tháng ôm hung hết trời. Giờ là mén nhà này cũng cành anh dữ. Ờ gặp mén nhà này cành anh lắm, nó cành anh kinh khủng với em đó luôn. Giờ mà đẻ một đứa chắc nhà mà chửi lộn ba đứa nhau mệt nghỉ luôn. Còn bộ này cuối cùng nè, ai lấy không? Hay mấy bà mua đồ cho em đi, rồi em có tiền em mở shop xong rồi cái em đẻ cũng được. Ờ à, em đẻ cũng được, có tiền mở shop cái xong rồi cái đi đẻ, mắc đẻ, cái đẻ cũng được, giờ không có đẻ cũng được. Còn giờ là chưa đủ tiền cho nên chưa đẻ được. Cái này nó 235 mà size 120. Ừ cái lá bộ nó đẹp mà còn tốt lắm, bộ tốt ghê. Bộ nào? Cái này là được chưa? Cái đó là size 100. Chị nào size nhỏ không? Không cần bỏ vô cái lạ. Ừ.
rồi, đẻ giờ hả, ngán lắm, đẻ một đứa nuôi hả. Giờ nuôi phải cho đầy đủ chứ, nuôi mà đẻ mà hả, không cho đầy đủ giống như mẹ nói trời đẻ ra đi, trời xin trời nuôi sao được, giờ này nó có đó sao được. Thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu đồ chơi thôi là đã thấy hả tội rồi. Hay dạ. Xưa em đẻ ăn mén hả, lúc đó hả nhiều đâu, mới có 22 tuổi, tuổi non nớt, ham chồng sớm. Chứ không giờ mới bắt đầu sự nghiệp là giờ mới đẻ ra chắc cũng được rồi. Rồi áo xanh này em còn có một cái này, chị nào mua luôn không? Đẻ mén xong cái hả, ai cũng kêu rồi đẻ lần một đi chăm cho đỡ cực. Rồi xong rồi giờ sung sướng, nhưng mà không, thiệt sự giờ con em nó lớn rồi nó cũng đỡ lắm mấy bà. Có hai vợ chồng đi chơi á thì nói nhà không mà nó cũng không có thèm đu 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 theo đâu. Cho nên giờ đi ra đường người ta cũng nhìn vô người ta nói, nhiều người ta mới biết á thì người ta tưởng là hai đứa bù bịch không mà chứ không có con luôn á. Không có, không có, không có con đi, không có chở con đi theo rồi này kia nọ, người ta không biết luôn. Cũng có tuổi như kiểu bồ bịch á, chứ không phải là kiểu dạng giống như là hả vợ chồng. Tại vì thường tuổi này người ta sẽ chở con 1-2 tuổi, 5-6 tuổi đi theo đúng không? Mà con em nó cũng chả thèm đi theo nữa. Rồi áo em còn một cái, sale luôn 99.000. Đó giờ mua, mua giùm em đi. Bán lỗ đây nè. Size em đang cầm là size 150 nha. Size đại không á, lỗ gì đó. Size 150 luôn, trời ơi, size cồ mà bán 99.000 lỗ lắm. Size 150, xe ngăn 99.000 xanh. Có ai muốn coi cái gì comment đi em xuống cho. Máy nguyên vàng á, không lão không xe cồ mà. Không, tự nhiên từ hôm tới giờ khách xe cồ không thấy luôn á trời. Khách tết mua đã rồi. Không. Giờ xe nhí không không. Ngủ xíu đi mấy đứa, nằm ngủ giấc đi rồi tí xíu vậy chốt. Chị ngồi từ 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 cho. Áo không xe 110, 120 hả? Lo cái đóng đồ này ra đi. Có áo mua gái mặc như quần gì đóng rộng không nè. Chị mua màu trắng đi chị. Hình như chị có cái quần đóng rộng màu hồng màu đơ phải không? Bây giờ kiếm thêm áo đó không? Cái màu trắng thì cho em đi. Không, không, cái này lớn lắm. Cái đóng kia kìa. Như vé size 120 nè. Đúng không bà? Đúng rồi, ok, dùm em học cho tôi. Cho chị mượn cái quần thôi. Em đang dư sẵn một cái quần size 120 nè, bà nào lấy không chốt luôn giùm em đi. Cái này em thấy trang nghe mặc được nha. Như tuổi như ký rồi chị. Lưng thun vải bao đẹp luôn, chất jean mềm luôn giùm em mẫu này. Đang dư sẵn một cái size 120 suông dài. Khói đen những cái lồng nó đẹp, khói đen. Xe 110 rồi mày ơi. Xe 10 rồi hả? Bây giờ phải lấy mẫu khác rồi. Cái này nãy nhiêu tiền rồi? 170 hả? 178.000 nha mấy chị ơi. Bé nào xe 120 giúp liền giùm em. Phong chuẩn luôn giùm em mẫu này nha. Xe 120 hàng order nè. Đang dư sẵn một cái xe 120 vải đẹp cực kỳ. Hoàng Dung cho em cái gửi xuất ký lại đi. Mẫu này cái vải nó đẹp hơn trên like nha. Quần 178 size 120 cho chị Kiều Linh nè, ai cái móc rồi, cái móc. Rồi mấy cái đóng đồ trong chổng còn lẻ size 120 cho chị. Cái ri áo cùng 780 ri á, không có ai xe nhí á chồng. Đâu? Cái ri mà áo mà bàn tay xin gờ kia em, 4 anh màu á. Đợt có em nghỉ, không đợt nó có em nữa, ở chổng á. Cái này để xả ra hay gì vậy? Để xả ra bận lộn vậy nè. Cái này suông dài nha. Suông dài, nếu mà mang dài bata lên thì xinh, còn nếu như mà không thì mình cắt lên xíu. Nhưng mà thấy cái này ghê cái luôn, cái bà luôn. Chị thấy xà lá kìa. Đó, finger rồi. Cái đóng đó đó. Bé chị Kiều Linh vừa với cái lưng này rồi, tại vì nếu như mà muốn hả ngắn á thì phải mấy cái ri đó đi. Cái eo nó sẽ bị chật. Bảy mấy ly á hả? Cái trắng
Ê, giờ của chị Phạm Thu á, xả ra cái áo nhìn đi. Mà có 52 tháng bây giờ bà mua có 1 lần mà bà kêu giữ đơn, biết giữ đơn chừng nào bà gì, xả ra đi. Chốt cái quần đi kìa. Chốt quần. Chị chốt không? Chị nó hơi già. Hơi già lấy không bà ơi, lấy em biết em chốt thế nào. Rồi em xả cái áo này nha, chị nào lấy chốt giùm em luôn. Sale luôn, sale nhanh rỗng rẽ giùm em luôn, sale 130.000. Sale 130 nha mấy chị ơi, size em có size 110, 120, 130 mẫu này. Size 110, 120, 130, có ai có áo thun sale thì mấy bà chấm bài lên giùm em. Đông người xem áo thun sale thì em sẽ xuống hàng nhiều mẫu cho mấy bà lựa. Đông người xem áo thun sale thì em sẽ xuống hàng cho mấy chị lựa. Mới luôn mấy bà. Cũng mới luôn, mới ken xà beng luôn. Đây được có cái đó rồi. Áo 130, ai xem áo thun sale thì chấm lên em xuống nhiều mẫu cho mấy chị lựa. Size em có size 110 đến size 130, đến 140 chứ mẫu này. Size 110 đến size 140 nha, quan trọng là mấy bà có ai coi thun không để biết em xuống. Chứ là mẫu rất là nhiều mẫu, mẫu này rất là nhiều. Chị Hoàng Dung đợi em xíu đi, lấy em lên cái áo mà đẹp với cái quần luôn, và đợi em xíu. Em lên từ từ cũng có, nhưng mà em thấy nó rồi, em lên cho. Tắt like em về giá gốc 145.000 nha mấy chị ơi, mẫu này em mới về luôn á mọi người. Mẫu này mới về luôn á, em bán 135.000 trên cái like này luôn á. Còn mấy bà đợi tắt like mấy bà mua giá 130 chứ. Mấy bà mua trong inbox là giá 145.000 giùm em. Tắt like là mấy chị mua giùm em giá 145.000. Em bán là em nói giá em chấp nhận luôn mà em thà em lỗ trên like, chứ còn mà inbox là em không có bán. Inbox không có bán giá sale bất kể cái gì hết. Cho nên là nếu mà chị em nào đang mua thì mình chốt trên like đi, em bán rẻ cho. Chứ nhiều khi hả tư like cái mấy bà không chốt, mấy bà inbox mấy bà kêu tôi sale hoài. Chốt chị Thanh Hòa, chị Kiều Linh với chị Thời Nhi nha. Lấy trăm cái này cho ba à. Phơm á, ké xuống đi, phơm đến tới 150 lận á. Canh phơm. Ý là không thấy nè. Nè. Chị Thoại Nhi nè. Rồi ai lấy nữa thông minh nhanh giùm em nha. Size em có size 110 đến size 140 mỗi ngày. Size 110 đến 140 nha mấy chị ơi, 130.000. Mẫu này 130. Phơm này nhỏ nha, cho nên ngoài size 110 á, ngoài size 110 ra thì em lùi xuống cho mấy bà. Mấy bà ơi, lên lùi em lên chứ em lên size nha. Mấy chị sẽ nhận thấy cái size nó lớn hơn so với cái size mà mình comment nha mấy bà. Rồi ai lấy số 7 nữa comment nhanh giùm em. Áo size kèm giá nha, bán có 130.000 thôi. Tắt like là bán 145.000, inbox cỡ nào giá cũng là 145, mua 10 cái cũng là 145 inbox. Tại giá vốn của nó đã là 105.000 rồi. Vốn nó 105 rồi. Mấy chị coi mấy cái sàn khác bán đi chăng nữa cũng là giá 165.000 dòng này. Ê quên nữa, mẫu này em có đăng TikTok mua được ship nè. Có không ta? Tôi biết không. Mẫu này lên TikTok có đăng không ta? Mẫu này đăng lên TikTok mua được free ship đó mấy bà. Nhưng mà mua giá 145.000 hình như khóa vô trơn hay gì nữa đó. Trời tôi ngu mấy cái đó quá. Ai lấy màu này nữa không? Em còn ri nữa lận nữa à. Có mẫu này không? Có luôn hả? Ơi mấy chị mua mẫu này mấy chị qua lên TikTok là có được free ship đó mấy bà ơi. Mấy chị đang có đơn ở đây. À đang có đơn này. Không biết. Rồi ai lấy chốt? Em chỉ nói vậy thôi chứ em cũng không biết cái đó này. Cái số nha. Cái số